ngày 19 tháng 11, chân phước Victoria Rasoama Narivo. Victoria Rasoama Narivo là người đầu tiên của Madagascar được tôn phong chân phước. Victoria sinh năm 1848, là công chúa của một hoàng tộc thuộc dòng Hovas. Victoria Rasoama Narivo được học hành và ngài theo tín ngưỡng thờ ngẫu thần của dòng tộc. Sau đó, các nữ tu dòng thánh Giuse đến truyền giáo tại Madagascar và Victoria được nhận vào trường học dành cho các nữ sinh của họ. Victoria bị ấn tượng bởi niềm tin và lối sống của các nữ tu và ngài đã xin họ dạy cho biết đức tin công giáo. Năm lên 15 tuổi, Victoria xin được chịu phép thanh tẩy. Cậu của Victoria là người có trách nhiệm đối với ngài, đã không chấp nhận thứ tôn giáo Victoria mới theo, và ông đã cố gắng ra sức làm cho ngài phải từ bỏ. Tuy nhiên, Victoria vẫn kiên định trong niềm tin của mình, và thậm chí còn muốn tham gia với các nữ tu tận hiến mình cho Thiên Chúa trong bậc sống tu trì. Thế nhưng, các nữ tu lại nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để Victoria ở lại sống đời Kitô hữu giữa thế gian và với gia đình của ngài. Họ biết chắc sẽ làm cho ông cậu đầy quyền uy của Victoria tức giận nếu chấp nhận cho Victoria đi tu. Người ta xếp đặt một cuộc hôn nhân cho Victoria mà chính Victoria không bằng lòng. Nhưng họ lại cho phép Victoria được mời một linh mục công giáo tham dự nghi lễ cưới. Người chồng mà người ta chọn cho Victoria là một anh chàng nghiện rượu và có lối sống gây nhiều gương xấu. Ông cậu của Victoria và hoàng hậu đã cố gắng thuyết phục Victoria ly dị anh ta, nhưng Victoria không muốn gây gương xấu cho các Kitô hữu khác. Với tư cách là công chúa, Victoria có thể bằng đời sống của mình dạy cho người khác cách thức tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, nhất là giới luật hôn nhân gia đình. Victoria sống với cương vị là một người vợ trung thành, cầu nguyện cho chồng và dâng những đau khổ để người chồng được ơn hoán cải. Trước lúc người chồng qua đời năm 1887, Victoria đã thuyết phục được chồng lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Victoria Rasoama Narivo sống thêm 7 năm nữa và đã là một quả phụ sống đạt mẫu mực. Đời sống đức hạnh của Victoria đã khiến cho nhiều quan chức trong giai cấp thống trị cũng như những dân thường trong bộ tộc phải ngưỡng mộ và kính trọng. Qua đời sống thánh thiện, Victoria là một nhà tài trợ về niềm tin công giáo ở Madagascar. Victoria trung thành cầu nguyện nhiều giờ mỗi ngày, cũng như giúp đỡ những người nghèo khổ, những người bị cầm tù và những người phong hủi. Victoria về trời ngày 21 tháng 8 năm 1894, lúc được 46 tuổi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Victoria Rasoama Narivo lên bậc chân phước ngày 30 tháng 4 năm 1989, nhân chuyến viếng thăm Madagascar. Chân phước Victoria Rasoama Narivo đã sống chân thành với đức tin công giáo, ngay cả khi phải chịu những khó khăn thử thách. Đức tin chính là nguồn an ủi và là nguồn sức mạnh của chúng ta. Nhưng chúng ta có sẵn sàng tiếp nhận những thách đố xảy ra để minh chứng đức tin của mình hay không?